Xin chào các khán giả của Thiên Hào Audio. Xin kính chào tất cả các bác. Với những bác nào đang muốn tham khảo một bộ dàn âm thanh high-end, muốn bỏ ra một số tiền nhất định nhưng mà muốn thu lại được nhiều âm thanh nhất, nhiều chất lượng âm thanh nhất có thể, thì Hải Sơn tin rằng là các bác cần tham khảo qua clip này, vì bộ dàn này đang có mức giảm giá từ 606 triệu xuống còn 380 triệu. Đó là một mức giảm giá rất mạnh, và vì thế mà số tiền chúng ta chi ra, chúng ta sẽ nhận được rất nhiều giá trị về âm thanh. Đó là bộ dàn với sự kết hợp của đôi loa Franco Zeppelin Akodo SN. Chúng ta sẽ ghép với châm ly Maxintos MA352. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay về các thiết bị trong bộ dàn này. Đầu tiên thì giờ có thể nói rằng đây là một đôi loa nó thu hút sự chú ý, ánh mắt nhìn của rất nhiều khách hàng đến với Thiên Hào Audio. Chỉ có điều là cái mức giá tham khảo của nó, cái mức giá ban đầu của nó thì khá cao. Và không thành vấn đề vì bây giờ nó đã có mức giá thấp hơn rất nhiều. Đây là một trong cái đôi loa có thiết kế rất đẹp và rất lạ mắt. Nó gần như là nó khác biệt hoàn toàn với hầu hết các cái loa đang có tại showroom của Thiên Hà. Nó được làm bởi ông Franco Zeppelin. Franco Zeppelin là người sáng lập ra thương hiệu Sonus Faber. Và sau rất nhiều năm ở thương hiệu Sonus Faber thì ông đã rời khỏi hãng Sonus và đã sáng lập ra một thương hiệu với tên ông, chính là Franco Zeppelin. Còn đây là đôi loa Akodo SN. Cái hãng của ông ấy thì tất cả chỉ có 4 model loa thôi. Và những cái loa đều trông rất là hay, trông rất là đẹp mắt và đem ra một cái chất lượng âm thanh thì rất là tuyệt vời. Đây là model Akodo SN, tức là nó còn có cái model là Akodo là loa Buxell. Đây là một đôi loa mà hình dáng của nó ấy là mỗi một chiếc nó không hề giống nhau. Tức là các bác phải đặt chiếc bên phải ở bên phải và chiếc bên trái phải đặt ở phía bên trái, không thể đặt đảo nhau được. Vì đôi loa này được làm đối xứng, tức là hình dáng của nó giống nhau nhưng khi là lật qua gương. Đấy, các bạn có thể hiểu được rằng là cái hình dáng của nó này không thể nói được rằng nó là một cái hình vuông hay là hình elip hay hình gì hết, không nói được. Vì nó tập hợp từ những cái nhát cắt khác nhau, hình dáng trông rất lạ mắt và nó đối xứng với nhau qua gương. Nên dụ để ở đây một tấm gương thì nhìn qua chính là cái loa còn lại để ở vế bên trái. Đấy. Và họ làm cái lỗ thoát hơi ấy, thì có hai lỗ thoát hơi và được làm ở đằng sau nhưng mà lại chếch chếch vào giữa. Cho nên khi mà chúng ta kê đặt ấy, thì chúng ta cứ làm sao để hướng cái lỗ thoát hơi về phía tâm của bộ dàn. Thế là biết ngay bên trái phải. Đấy là một cách rất đơn giản. Và những cái loa của ông Franco Zeppelin thì Hải Sơn thấy là cái e-căng hay làm kiểu dạng như là những cái lưới trông rất là đẹp mắt như thế này, để từ trên xuống. Nói chung là theo Hải Sơn là có tác dụng trang trí chứ không phải là thiên về tác dụng bảo vệ. Và cái phần e-căng này tháo được, nhưng mà khi để vào thì sẽ đẹp hơn và âm thanh thì cũng sẽ không có sự khác biệt khi để hay là tháo. Họ trang bị cho chúng ta một đôi loa có tổng cộng là 3 driver. Đây là đôi loa 3 đường tiếng, gồm có woofer trầm này, có đường kính là 180mm, woofer mid-range có đường kính là 150mm và tweeter đom lụa có đường kính là 29mm. Đây là đều là những cái củ loa được đặt custom và hoàn toàn là bằng tay. Kể cả những cái chiếc loa này, kể cả loa này cũng được làm hoàn toàn bằng tay bởi các nghệ nhân bậc thầy và sản xuất tại Ý. Đằng sau có chữ Made in Italy. Cho nên là đôi loa này nó có một cái giá trị rất là lớn về mặt nghệ thuật cũng như là tâm huyết của nhà sản xuất, cũng như là cái niềm đam mê chế tác của những nghệ nhân bậc thầy ở Ý. Đó là những gì mà Hải Sơn muốn truyền đạt. Còn đôi loa này, họ yêu cầu một cái công suất tối thiểu là 20W và họ không đưa ra cho chúng ta là cái mức công suất tối đa chịu đựng, chỉ đưa mức công suất tối thiểu thôi. Chúng ta nên phối ghép cái đôi loa này với những âm ly có một cái đẳng cấp cũng tương xứng. Chúng ta không thể phối ghép những cái đôi loa chất lượng như thế này với những âm ly hi-fi có mức giá quá thấp được, âm thanh nó sẽ không hay. Chính vì vậy mà hôm nay Thiên Hào Audio đưa ra giải pháp là phối ghép với một trọng thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ, đó chính là âm ly Maxintos MA352. Và thực tế tại rất nhiều các showroom trình diễn âm thanh thì họ cũng hay phối ghép cái dòng Maxintos này với những cái đôi loa đến từ nước Ý. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ ghép như vậy. Về mặt công suất thì Maxintos MA352 đưa ra cho chúng ta một cái mức công suất rất là cao. Nó lên tới là 200W x 2 ở trở kháng 8 ohm. Và khi ghép với những đôi loa 4 ohm, đường ra 4 ohm của nó sẽ lên tới là 320W x 2 ở trở kháng 4 ohm. Và đôi loa của chúng ta là có trở kháng 4 ohm. Vì vậy mà mức công suất đưa ra loa rất lớn, rất lớn. Cho nên Hải Sơn tin rằng về mặt công suất phối ghép thì rất là phù hợp. Và qua quá trình nghe thử thì những cái nốt nhạc được bật lên đánh nghe rất là căng. Giọng hát thì rất là đầy đặn, tức là nó tạo ra một cái sân khấu âm thanh cực kỳ là hay, rất đáng ngạc nhiên giữa hai loa. Và có cả chiều sâu và mở rộng ra cả hai loa nữa. Cho nên về mặt công suất là rất phù hợp.
Về mặt chất tiếng thì đây là một chiếc âm ly, nó gọi là âm ly light, tức là họ sử dụng 4 bóng đèn tiền khuếch đại đầu vào, có cái chủng loại bóng đèn là 12AT7 này, 12AT7 và 12AX7A, 12AX7A, đấy có 4 bóng đèn. Mạch công suất thì là mạch class AB cho mức công suất rất cao. Đây là một chiếc âm ly mà có thể gọi là âm ly thuộc phân hạng là high-end rồi, và trông nó rất là đồ sộ và rất là đẹp. Ngoài ra là chúng ta, đặc trưng của Macintosh là có chỉnh equalizer, và equalizer của Macintosh rất hay đấy nhé. Cho nên nếu như mà phòng của các bác có bị dội một cái tần số nào mà nó hơi quá, ví dụ khi đo đạc được ở tần số 125 chẳng hạn nhé, nó mà bị hơi dội lên thì chúng ta cứ vặn nó xuống một chút. Cái phần equalizer của hãng Macintosh là nghe rất hay. Tất nhiên là nghe trung thực nhất thì cứ để phẳng, nhưng mà vì phòng của chúng ta không phải lúc nào cũng có một cái phòng chuẩn, cho nên là nếu mà có vấn đề gì thì các bác cứ mạnh dạn thử nghiệm nhé, sẽ cho được ra một cái chất lượng cũng khá ngạc nhiên đấy. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nghe thử bộ dàn có mức giá khuyến mại chỉ còn 380 triệu này. I left my heart in San Francisco. High on a hill, it calls to me. To be where little cable cars climb halfway to the stars. The morning fog will chill the my love waits there in San Francisco. Above the blue and windy sea, San Francisco, your golden sun will shine on me. The falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses. The sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear a winter song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. C'est une chanson
qui ne résonne Toi tu m'aimais Et je t'aimais Nous vivions tous Les deux ensemble Toi qui m'aimais Moi qui t'aimais Quang ấy thử trực tiếp ở phòng của showroom thế nào đi ô Thì Hải Sơn nhận thấy rằng là bộ dàn này cho ra một cái thứ âm thanh Nghe rất là tinh tế và độ chi tiết thì rất cao Nhưng mà nghe lại rất dễ chịu Có cái cảm giác nghe mà cứ muốn vặn lớn lên thêm một chút, vặn lớn lên thêm một chút Và cái âm thanh lấp đầy phòng nghe rất là đã Và đồng thời phải nói đến là khi chúng ta ngồi ở đúng cái điểm ngọt ấy, Thì sẽ cảm nhận được một cái sân khấu âm thanh đúng nghĩa Thấy được vị trí sắp xếp các nhạc cụ giữa hai loa Và thấy được ca sĩ đứng ở đâu Và cái giọng hát của ca sĩ rất là nổi bật Và kể cả từng tiếng âm nhạc nhỏ nhất cũng được cất lên một cách đầy tinh tế Bộ dàn này đang có tại Thiên Audio số 5 ngõ 198 phố Thái Hà Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại